Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình chạm vào bất kỳ cái gì, cái đó sẽ biến thành kim cương. Mục tiêu của mình đó là biến những cái nơi mình đã từng đi qua trở thành full kim cương và chế tạo những cái món đồ kim cương đặc biệt từ kim cương. Nghe thì rất là lạ không nào? Hãy cùng xem đến cuối video để biết được liệu mình có chiến thắng được con rồng kim cương luôn hay không. Còn bây giờ, chúc các bạn xem video vui vẻ. Bam! Ui, đây rồi. Thế giới sẽ biến thành kim cương. Yo! Để mình đánh con này coi. Bam! Nó hơi xanh kim cương con cù này. Đánh nó luôn. Bởi vì lần trước mình đã chơi cái vàng rồi nên mình biết được là nếu mà mình để trên tay và mình đổi qua là nó sẽ biến thành kim cương mọi người ạ. Để mình đào một ít gỗ cái đó nào. Bam! Yeah! Chúng ta có bàn kim cương. Mình sẽ xin làm một cây cốp. Làm thế nào để mình đào được kim cương đây ta? Mình cần sắt đúng không? No! Tại sao mình làm đồ gỗ thế này? Trong khi mình có thể biến hai cục này thành kim cương và mình làm cái cúp kim cương. Làm lại cái này. Bây giờ mình sẽ cần một cây cúp kim cương. Đào kim cương thôi. Nó lên một tí rồi nè mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đào kim cương nhá. Chúng ta hãy chế tạo ra bộ giáp kim cương đi nào. Chúng ta bắt đầu được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Đùa một tí, chúng ta đã có full giáp kim cương. Và bây giờ mình sẽ làm một cây rìu kim cương, một cây sạn kim cương. Ok, đào thêm một vài block kim cương để có thể mang đặt block đi cũng được. Ở đây có đồ ăn. Oh my god, con bò nó biến thành con bò kim cương kìa. Wow. Uầy, bò kim cương này. Chúng ta hãy đổi cái cục này thành kim cương là được. Còn cái đồ ăn mình nên để đây. Ok, nó sẽ biến tất cả mọi thứ thành kim cương luôn nên là mình sẽ không được đụng vào đồ ăn. Chúng ta xin thêm ít đồ ăn từ tụi nó nữa là đủ. Ok, bây giờ mình cần phải làm lò nung. Mình thấy là mình có thể làm được cái gì nè. Chúng ta có thể làm được cái crossbow kim cương với hai sợi chỉ kim cương. Cái em đi đây rồi. Chúng ta cần 4 cục kim cương và một cục raw beef để có thể làm đồ ăn. Mình vừa mới đổi thịt bò ra cái cục khác rồi. Đây rồi, con bò đây rồi. Cảm ơn vì sự hy sinh của mày. Bây giờ mình có thể làm được đồ ăn. Mình có thể ăn kim cương này. Đống xung quanh nó biến thành kim cương này. What? Mình lại làm thịt bò biến thành kim cương nữa rồi. Bây giờ mình muốn làm cái món khác mọi người ạ. Cái gì đây? Diamond hand. Chúng ta cần 2 cục đất và 5 cục kim cương. Ok, cái này đơn giản. 2 cục đất. Bam, chúng ta có thể làm được diamond hand, một cái tay kim cương. Cái này có tác dụng gì đây? Oh my god. Oh my god, nó nổ. Cái gì nè? Diamond feather. Ok, lông gà kim cương. Bây giờ mình đã có 5 cục lông gà rồi. Mình nghĩ mình có thể làm gì đó với 5 cục này. Để mình coi. Chúng ta có thể chế tạo được mũi tên kim cương như thế này và như thế này. Ok, mũi tên kim cương. Bây giờ mình cần tìm một cây cung. Mình có thể biến cây cung thành cây cung kim cương luôn. Và cái cây thang này lên cũng khá là nhanh đấy mọi người. Nên là chúng ta phải nhanh chóng thôi. Creeper. No. Đây là đường cột và mình nghĩ chúng ta phải đi xuống thôi. Cái khó khăn nhất của mình bây giờ là nếu mình đặt block đi xuống như thế này thì nó sẽ bị khá là chậm để mình có thể đi xuống đấy. Trời, xong nó chết nữa. Mày bởi con skeleton. Yeah, chúng ta có mũi tên thường. Ok, để coi chúng ta có thể biến mũi tên này thành mũi tên kim cương không. Ok, chúng ta có thể biến mũi tên thường thành mũi tên kim cương nha mọi người. Con nhện. Mày hay bởi. Nhện kim cương. Đây rồi, chúng ta có sợi chỉ và biến nó thành sợi chỉ kim cương. Mày hay bởi. Ê, có nhện đây nè. Bam. Ok, chúng ta có thuốc súng kim cương. Nhện này nó ra đúng một cái luôn mọi người ạ. Và mình sẽ biến nó thành sợi chỉ kim cương là xong. Mày thích bắn không? Ok, mình có thể làm được một cái cung như thế này. Kim cương cung, sử dụng mũi tên kim cương bắn với cái cung kim cương sẽ ra gì đây? Boom. Nó biến những cái block mà mình bắn tới trở thành kim cương. Cho mình sẽ làm một cái mũi tên luôn. Bây giờ mình đói quá. Rồi, mình sẽ lên mặt đất trước cái đã rồi mình sẽ xuống lại đây sau. Con này có biến thành kim cương được không? Nó biến thành kim cương được. Bam bam bam. Con này thì biến ra. Sao trên đây gì quá giật quá vậy? Oh no, mình chưa làm gì hết mà. What the? Ok, nó bắn cái nó thành kim cương luôn mọi người ơi. Đằng kia là dân làng. Ta không ăn được bánh mì nhưng mà cái này là bắt buộc rồi mọi người ạ. What the heck? Ok, hết hồn. Tưởng nó bay tới đánh mình chứ. Mình cần cái đồ ăn. Sau đó mình sẽ để đồ ăn ở đây. Yeah, hay quá vậy đó ơi. Thịt bò đây rồi. Bởi vì đã tìm được thịt bò nên chúng ta có thể làm một lúc 10 cái. Ow. Biến ra. No. Dính ra đây. Mày ơi, no. Và cái tiếp theo mình cần phải chế tạo đó chính là cái gì nhỉ? Có vài cái mới đấy. Chúng ta có gì đây? Diamond wand. Ôi. Diamond wand là kiểu cái gậy kim cương hả? Chúng ta có thể cần có 4 cái gun power. Chúng ta sẽ có được một cái gậy kim cương. Mình biết ở đâu để tìm được kim cương rồi. Sa mạc. Bây giờ mình chỉ cần đi tìm sa mạc là chúng ta có thể tìm được kim tự tháp. Từ kim tự tháp chúng ta sẽ tìm được thuốc súng. Ôi, từ thuốc súng chúng ta tìm được thuốc súng kim cương. Hợp lý. Oh my god, không thể tin được là mình không tìm được bất kỳ cái chỗ nào luôn á trời. What the heck, cái gì vậy ta? Ui, mình tìm được cái kim tự tháp. What the heck, nó nằm ở trong kẹt mọi người ạ. Ui, mình thấy có rương kim cương kìa. Thiệt luôn hả? Oh my god, TNT kim cương. Trời,
ơi, chúng ta có TNT thường, chúng ta có Gun Power rất là nhiều nha. Thêm sắt nữa này, ok, sợi chỉ nữa, và mình có 12 cái thuốc súng rồi thì mình sẽ chuyển 12 cái thuốc súng này qua đây. Chúng ta chỉ cần để nhớ không làm là như thế này và một block kim cương như này. Yep, ra ra được. Trời, mình quên. Ok, cái này sẽ làm được cái gì vậy? Mình muốn test nó quá. Cái này sẽ làm được cái gì đây? Boom, bắn ra một cái tia dùng để chuyển hóa những cái block mà mình bắn vào trở thành kim cương. Nhưng mà cái này có thể bắn được ai không? Bam bam bam. Ô khoan, nó đứng yên một chỗ đúng không? Uầy, nó không đứng yên một chỗ. Thế cái gậy này làm được cái gì? Còn kim cương thì sao nhỉ? Ồ, mình sẽ để một cái cục kim cương ở đây và chuyển nó thành kim cương TNT. Sau đó mình sẽ cho nó đi lên. Ô khoan, khoan, nó nổ luôn rồi. What the? Ok, nó biến thành kim cương nữa. Còn cái gì xịn hơn nữa không? Diamond metal. Ok, để làm được cái này thì chúng ta sẽ cần có 4 cục diamond gun power. Mình thiếu một cục nữa. Bam, đây nha. Bam bam bam. Chúng ta sẽ coi coi cái này làm được cái gì nào. Nó như quả thiên thạch thật này mọi người. What the hell? Ok, wow. Thanh kim cương lên rất lẹ luôn. Ồ, khoan. Mình không muốn làm điều này quá sớm. Mình nghĩ là mình cần phải làm thêm một cái crossbow nữa. Ok, chúng ta cần một cái reboot. Đó là làm từ cái này. Ok, nhưng mà mình không có gỗ. Chúng ta sẽ là crossbow. Chúng ta thiếu que. Ok, bam. Đây rồi, bam, boom. Chúng ta biến thành diamond crossbow rồi và boom. Ok, nó khá là đơn giản vậy. Tiếp theo thì mình nghĩ là chúng ta có thể làm được. Yep. Cái này có đúng là thuyền kim cương. Thuyền kim cương nó bị mất. Đây rồi. Sau khi mình làm xong thì nó đã chuyển thành thuyền kim cương thật sự này và oh my god. Nó để ra TNT đâu. Ok, nó có thể thả TNT bất kỳ lúc nào nó muốn vào nhân làng. Chúng ta chuẩn bị xâm chiếm nhân làng đi nào. Ok, mình có thể quăng TNT vào nhân làng như thế này. Bam, thả ở đây cái nè. Chúng mình biến thành kim cương đi nhân làng. Bam. Nó chết luôn chứ. Thế còn golem thì sao nhỉ? Hello. Boom. Cái thanh kia sắp lên rồi. Ok. Mình chuẩn bị dịch chuyển tới điện. Cái gì vậy? Mình chưa chuẩn bị. Đây là cục gì vậy? End stone DN à? Nani. Kim cương rồng. Vai. Ok, chỗ này mình không thấy có con Enderman nhưng mà cũng hơi đáng sợ đấy. Ok, khá may mắn là cái trình bắn cung của mình gọi là thượng thừa một xíu rồi. Mình bắn khá là dính luôn á. Chứ trời. Chuẩn bị mình cho nó ăn quả lựu đạn của mình nè. Đây là quả lựu đạn đỉnh nhất mà của mình đấy. Đây. Còn trên đây nữa. Ôi, mình không có mắt Ender để dịch chuyển lên luôn á. Yep, chỉ còn hai trụ ở đây nữa thôi. Mình có khoảng tầm 17 mũi tên còn lại nữa. Đây, chỗ này là chỗ cuối cùng. Tuyệt vời. Rồng ơi. Oh my god, mình có thể đánh rồng. Sử dụng tay kim cương đấm vào mặt con rồng nào. Nó gây ra một ít sát thương nữa nha. Còn cái này sao nhỉ? Boom. Oh my god, mình quăng vô trước mặt con rồng đó. Wow. Holy boom. Ok, nó không gây được sát thương gì cho con rồng hết. Nhưng mà cái này được. Găng tay rồng. Boom. Đánh nó. Ôi khoan, mình thấy xem cái này không? Cái này làm được không? Cái phép thuật kim cương này không có đánh được con rồng. Khoan. TNT. Lấy không cho nổ TNT luôn. Rồng ơi. Bam. Mày ngon xuống đây. Đặt bao hóa TNT cho mày nổ chết ngựa mày luôn. Boom. Ok, chạy thôi. Bam. Real kim cương nè. Rồng ơi. Ok, chạy rồi. Mày hay bưởi. Tao cho mày xem mũi tên crossbow kim cương của tao bắn nè. Ôi trời, bắn hụt rồi. Hết mũi tên rồi. Vứt đi. Mình chỉ còn có thể chơi được cái này thôi. Mình đang biến trong đây thành kim cương luôn mọi người ạ. Đây. Đây đích thị là biến thành kim cương rồi đây. Chỗ của mày bây giờ là địa bàn của tao. Hãy chờ đây con rồng. Khoan. Mình nghĩ được rồi. Chúng ta có thể đi lên cao như thế này. Rồi khi nào con rồng xuống, chúng ta có thể thả TNT nha. Ok, thả TNT đâu đây nè. Boom. Được rồi nha. Ê, chạy tiếp rồi. No. Đừng chạy như vậy chứ rồng. Nó bắt đầu phá trụ kìa. Đây chạy tới mình. What the heck? Lên nhanh. Ơi, rồi thả TNT nè, ấy khó vô vậy. Đường này khó vô quá. No, phải lên cao hơn nữa. Rồi. Rồng của tôi. Ok. Ơi, đau. Rồng sắp chết rồi. Lên. Mình phải đánh con rồng này bằng thuyền mình mới chịu. Rồng ơi, một quả thôi rồng ơi. Xuống rồi nè. Mày xuống đi. Đúng rồi, để đây. Thả qua bơm vô rồng mày nè. Và kết thúc liền. No. What the hell? Bài đây luôn à. Rồng. Tới. Nhả vô giữa cái là ăn nồi luôn nè. Bam, boom. Đi xuống. Cái thuyền này bay luôn hả? Ok. Yeah! Bên
mình đã chiến thắng vòng kim cương rồi. Nếu các bạn thích video Minecraft lần này đừng quên để cho video này một like, một đăng ký. Và đây là Minecraft nhưng mình biến thế giới trở thành kim cương. Hy vọng các bạn thích video lần này. Còn bây giờ đây, hẹn các bạn vào những video lần sau. Bye bye.